nhiều rồi cho nên mình các cháu cũng như mở tự nhiên vào xem cứ mở 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 hết đấy, mở cho nó thoáng của bà con ở cho nó tự nhiên bởi cái mùi nó còn đấy mở đấy cứ đi vào trong nó bên tay phải luôn coi quan sát luôn cái khu vệ sinh cho nó yên nghỉ. Không, tại vì nhà mới chị. Nhà mới chưa chưa có gì đấy. Bây giờ chị mở mở cửa ra để nó thoáng. Dạ vâng. Cái view đẹp chứ. Rồi hỏi đúng cái này cô không chịu lấy. Thế là cô nữa đặt cọc này cũng phải xem. Đấy. Nhà này là 118 mét. Yeah.